Vâng, xin chào mới tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu thứ 7. Game đấu giữa này của ông ta thì đang là 3 đều. Và đây sẽ là game đấu quyết định. Su hay là Hero sẽ người thắng trong game đấu lần này để có thể mang về điểm số quyết định cho đội của mình đây. Một trận đấu thực sự phải nói là đang rất căng thẳng. Các anh bình luận viên cũng thực sự đang hơi vất vả để có thể là theo dõi được trận đấu lần này của chúng ta. Phải nói rằng là luôn luôn có sự hỗ trợ của một phiên dịch viên người Hàn Quốc để giúp cho các anh ấy hiểu được các bạn khán giả đang biết cái gì đây. Ví dụ như cái này phải có một chị người Anh, chị phải người Hàn Quốc, chị phiên dịch cho chứ các anh Carter người Anh, các anh ấy cũng chả biết cái gì đâu. Anh cũng lơ ngơ như bỏ đội nón giống tôi thôi. I'm actually just like learning more things about these Korean players that I never knew before, these resemblances. Sự thật không thể chối cãi được. Yeah. Well, here we got that hatch first. Yeah, I was expecting this. It's a three-player map. It's a map he wanted to play on. He came out as the ace player here. Not expecting Hero to cannon. Hero's nemesis SOS certainly would, but Hero's just a Protoss of a different color. Yeah. He'll play the Nexus now. Who would you say is the dark side of that? In the light side of that. Well, good. We'll have a little bit of time to talk about this. Oh. Between SOS and Hero, which one is dark and which one's light? Hero, both light, and that's what makes it an even cooler, like Nemesis sort of thing. Angels of the light fighting against each other. I feel like SOS definitely has aggressive moments, but he's definitely a late game oriented Protoss. Thật viên xử lý một cái vấn đề gì đó. He doesn't really like to hit too many timing attacks. Mặc dù vẫn rất nghiêm nghị kêu ạ. Tranh thủ tôi cũng phải nói thêm về anh Su. Anh này hiện nay đang là vua về nhì của GSL. Khi mà cả 3 season gần đây anh ấy đều giành giải nhì. Có thể nói rằng là anh ấy đã thay thế cho Jay Dong, vua rồng của chúng ta, để giữ cái ngôi vị không được đáng tự hào lắm. Có thể nói rằng là ba lần, thưa bạn, ba lần vào để chung kết, ba lần đều về nhì. Tôi cảm thấy một cái nỗi buồn không hề nhẹ ở trên khuôn mặt của anh Su. Mỗi một lần nhìn thấy anh ấy mặt mũi nghiêm nghị như kia. 7 minutes time warming up on and preparing on suddenly had an issue that he wasn't aware of before, which would also make it odd for him to have a hotkey issue as well. So is that so? Oh yeah. Were you able to identify what the problem was? No. Okay. Well, I guess we'll find out later. Probably Jihwan, one of our superhero assistants, will give us that info. Yeah, he really is. Hiện nay thì Protoss của ông ta, Hero quyết định là chơi luôn. Yep. Anh ấy quyết định là chơi Nexus first luôn. Exactly. He's a master of stats. Sau đó mới bắt đầu đặt xuống cho mình cái gate. Có thể nói rằng như bạn biết là đã vào đến những cái game đấu như thế này rồi, các game thủ của chúng ta thực sự phải nói rằng rất là cẩn thận. Ngay các game thủ rớt, họ cũng không dám có một hành động nào đó liều lĩnh giống như kiểu là xích pun hay là cái gì đó bất thường. Cho nên là các game thủ nắm được cái tâm lý này, cho nên các game thủ Protoss của chúng ta là chơi luôn out of Hero, so this is the type of build that does well against this. Tất nhiên là đối với Gosu ở đây đều bình thường, nhưng mà đối với người thường như chúng ta thì thế là chết rồi đấy ạ. Các bạn đừng học tập Gosu. Có những thứ mà người bình thường của chúng ta và không thể nào làm được giống như Gosu đâu. Interesting. He's gonna hold the watchtower while he continues to scout. Wonder if he's wondering if he needs to make a wall right now if Lings are gonna come or not. But his initial probe, I would think, would actually be able to identify that. Plus, he already knows a pool so late that he wouldn't have to worry about that. He just wants some extra vision, I suppose, of that watchtower. Or, where is he going? Hero, master of tricks today. Well, that gas that he initially got was put into the warp gear engine, the stalker, of course. But Hero, anh ấy đã đi vòng quanh. He's gonna need a forward pylon. Anh ấy chuẩn bị làm cái gì đó bất thường đây rồi. Vâng, đứng ở góc bên này rồi. Pylon rồi. Pylon ở đây thì chắc chắn là sẽ là Stargate rồi. Bạn chờ mà xem nhé.
con Pope đang loanh quanh ở đây. Tôi thấy rằng con Pope vâng đang chạy. Đang chạy theo một cái cách rất là khiêu gợi. Tức là nó để cho Dứt Linh chạy lông nhông ở phía sau, cố gắng thu hút sự chú ý của Dứt Linh. Nhưng không ngờ rằng con Pope ở bên thứ hai nó đứng ở góc bên này rồi. Nhưng mà phải nói rằng là Su quá bản lãnh khi anh ấy đưa một con Overlord ra góc phía bên kia để phát hiện ra con Pope thứ hai ở đây rồi, nhìn thấy rồi. Hiện nay con Pope này vẫn chưa có tầm nhìn gì về con Overlord ở đây thưa các bạn. Ngay lập tức vâng, Su rút con Overlord về. Anh ấy đứng ở vị trí đây rồi, nhìn thấy rồi, đây rồi, nhìn thấy rồi. Nhìn này, vâng, nhìn thấy rồi. Như vậy là Pylon ở đây đã bị phát hiện. Vâng, con Pope này có phát hiện hay không? Tôi nghĩ là không. Đấy, không nhìn thấy thưa các bạn. Thôi xong rồi. Su quá tỉnh và đập chai. Anh ấy đã đặt con Overlord lại để xem là đối phương thích làm gì làm. Và như vậy là hai cái Pylon ở đây đều đã bị phát hiện. Giờ thì Hero sẽ làm gì đây? It does happen from time to time. Yeah. Vâng, một đợt warp với 3 soccer ạ, thêm một gì lọt nữa. Rồi, bây giờ thì sao đây? Trận đấu chuẩn bị xảy ra combat ở vị trí mỏ này chăng? Một Pylon nó đã đặt ở đây, thêm 2 giọt đã bắt đầu được warp ra. Có vẻ không ổn cho game thủ Hero của ta rồi. Có thể nói rằng là với cái việc mà tấn công không bất ngờ này thì anh ấy chả để làm gì được cả thưa bạn. Nghe tôi đánh giá như vậy. Nhưng anh ấy đang có rất nhiều Zilot ở đây. Mothership có bật Proton mà chả không. À, Thao Warp rồi, tôi nói nhầm, Thao Warp ạ. Hôm nay Zilot đang mở đối đầu trực tiếp với cả Dương Linh rồi. Dương Linh này, vâng, Dương Linh này đã cố gắng sâu ra Zilot nhưng có vẻ không ổn. Khi mà Zilot này đã tạo ra một bức tường, vâng, Dương Linh đối đầu trực tiếp vào bức tường này sẽ không ăn thua. Hiện nay quân đội của tôi đang đưa quân ra ở vị trí Thao Warp. Hiện nay thì Sanway thêm Zilot đang bắt đầu warp ra. Tôi thấy 4 Groot đang bắt đầu có mau rồi, không biết là 6 con rồi, không biết là nó đang ở đâu. Nên Zilot đang chém Dương Linh rất phũ được bạn. Hiện nay thì Spycowler đã vỡ rồi. Rồi sao đây, Rốt đã được đưa ra nhưng các bạn cũng không ăn thua. 3 Queen và Ron đã rút ở vị trí phía sau rồi. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm mà Ron cũng cần phải lao lên thôi. Ron cần phải lao lên để mà dí cả Stalker lẫn Zilot thôi. Dương Linh này không đủ rồi. Vâng, Dương Linh được đưa ra biên chế nghiêng riêng để đối đầu với cả Stalker nhưng mà Zilot đã lên nơi. Hiện nay thì Mothership Core đã bị Queen tăng hết rồi. Hiện nay đang có 4 Queen đây thêm cả Rốt ở vị trí phía sau nữa. Nhưng mà có vẻ không ổn, Rốt rồi, có quá ít ở đây. Zilot đang giết đông như bạn. Vâng, Zilot hiện nay tôi nhìn qua tôi thấy khoảng tầm 6-7 con rồi. Thêm Zilot đã warp lên ở vị trí trên nữa. Hiện nay thì Rốt đang được mob ra và Dương Linh nhưng các bạn cũng không ăn thua khi mà Dương Linh bây giờ sẽ phải đối đầu trực tiếp với cả Zilot như này. Hiện nay đang còn khoảng tầm 5 con Zilot ở đây. Soccer cũng đang có 5 con nhưng mà vâng đã bị phải rút vị trí ra rồi. Hiện nay thì dù sao thì Soccer cũng đã xử lý xong mấy con Queen đây rồi. Có phải nói rằng mất 3 con Queen, 4 con Queen luôn là một bất lợi quá lớn cho game thủ Su ở thời điểm này. Anh ấy chuẩn bị thua một lần nữa chăng? Hiện nay anh ấy đã mất Catchery ở vị trí mỏ 3 rồi. Hay Dương Linh và Rốt, ôi đây, vâng, nó lại vừa cắn nhầm một con Rốt ạ. Hiện nay Dương Linh lại lao ra nhưng lại đối đầu với cả trực tiếp đó là Zilot. Một unit counter rất mạnh Dương Linh. Giờ thì Rốt làm gì đây? Vâng, Rốt cần phải hit and run, không nên đứng như vậy. Sao Rốt lại để cho Zilot chạy như vậy nhỉ? Hiện nay đã xử lý xong Zilot rồi. Tuyền vẫn còn thêm cho ở vị trí phía sau đã wow lên thêm nữa. Nên quân đội vâng các bạn có thể thấy số lượng soccer này hầu như được giữ khá tốt. Hầu như có rất ít soccer chết. Hiện nay Queen vâng xong rồi, Queen chậm chân lại chết rồi. Rồi sẽ đến lượt con Overlord thôi. Hai con Overlord đây sẽ mất thôi từ bạn. Vâng, chắc chắn là như vậy tại vì nó bay quá chậm. Các bạn thể thấy là hiện nay Zilot đang bắt đầu đuổi lên ở vị trí này. Tôi nghĩ là Proton tốt nhất nên đưa thêm một con Proton ra để đặt một cái Pylon ở gần đây để warp quân, infog quân thôi. Ngay các bạn thể thấy số lượng Dứt Linh và số lượng Rốt khá đông đây. Có một Queen nữa ở đây rồi. Zilot đang lao lên ở vị trí trên. Rốt đang target thẳng vào đầu của Zilot rồi. Tuy nhiên Zilot Greenfog đã lên nơi Stalker đang có mặt đây. Stalker target vào mấy cái Spycaller kia. Mất một Spycaller rồi, vẫn còn một Spycaller sắp sửa hoàn thành xong. Spycaller tiếp theo được đặt xuống. Nên Zilot đang lùa thẳng vào Queen luôn. Hiện nay thêm nữa Rốt, vâng, Rốt đang bắt đầu hit and run để xử lý được mấy con Zilot rồi. Thì Rốt không nên đối đầu trực tiếp với cả Zilot mà nên hit and run như vậy sẽ rất tốt các bạn. Hiện nay số lượng Queen đã có 2 con, thêm Rốt nữa ở đây rồi. Rút quân về, không nên đối đầu trực tiếp với cả Zilot như vậy. Thêm Zilot đang bắt đầu đưa lên thêm cả Rốt và thêm Ron ạ. Ron đã được đưa ra để hỗ trợ về phòng ngự rồi. Nên mục tiêu đó là phải giữ cho hai cái Spycaller của mình, Spycaller hoàn thành xong. Thêm mục tiêu thứ ba đã ra nơi rồi. Dương Linh cũng ra nhưng mà Rốt đã giảm được khá nhiều. Tôi nghĩ là Rốt tốt nhất bây giờ nên hit and run thôi. Hiện nay thêm Stalker và Zilot được qua ở vị trí sau. Game thủ Hero của ta vừa quyết định đẩy thêm quân lên đây rồi. Stalker như vẫn chưa chết con nào nhưng mà Zilot thì đã vẫn còn mấy con đây. Số lượng Dương Linh cũng không còn nhiều rồi. Spycaller sắp được hoàn thành xong rồi. Vâng, cần phải hỗ trợ không được rồi, mất thêm cả hai cái rồi, thôi xong rồi. Quá buồn thưa bạn, mất hai cái, mãi mới giữ được hai Spycaller, bây giờ mất rồi. Và như vậy là GG, cái thủ Su đã gõ GG rồi. Như vậy vâng, như vậy là Suyantus của ta đã mang về điểm số rất quyết định cho đội của mình thưa bạn. Hôm nay
có thể nói rằng một trận đấu rất hay của Hero khi mà anh giành chiến thắng trước game thủ Su ở game đấu thứ hai, và bây giờ thêm một lần nữa ở game thứ bảy anh ấy lại thêm một chiến thắng trên một lần nữa. Có thể nói rằng Su này đang ở một phong độ rất xấu thôi bạn. Như vậy là Hero đã mang về điểm số quyết định cho team của mình rồi, và như vậy tỷ số hôm tạt đã là 4-3 đó các bạn. Vâng, hiện nay thì cảm xúc của tôi đang dâng quá cao, nó dâng đến tận não rồi. Su rất buồn thưa bạn, một ngày trong cùng một ngày thua cùng một game thủ. Thực sự phải nói rằng là chúng ta cảm thấy một nỗi buồn không hề nhẹ ở trên khuôn mặt của Su. Anh ấy đang rất chán nản. Thực sự phải nói là rất chán nản, và anh ấy không thèm quận dây một cách bình thường, anh ấy rút vứt thẳng vào trong luôn. Đời rồi con Mickey này chắc là cũng vứt thẳng vào trong ba lô thôi. Có thể nói rằng trong một cái game đấu khi mà chúng ta thua tức là trong một khoảng thời gian mà chúng ta thua cùng thua Protoss liên tục như vậy, thực sự rất khó chịu. Su đã thua Classic ở trong giả chung kết của JDL, giờ lại một lần nữa anh lại thua Hero, thực sự rất khó chịu thưa bạn. Thực sự là như vậy. Một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Có lẽ là Su sẽ không ở lại cùng team của mình nữa, mà anh ấy sẽ ra về luôn. Anh ấy sẽ về nhà gục đầu vào gối, đóng cửa và khóc. Những giọt nước mắt của Zerg. Mà tôi nghe nói hiện nay thì Terran cũng đang làm điều đó với Zerg. If SKT wins, we will have another match on Tuesday. And on the following week, we'll have Genera versus KT Rolster. And keep that finals date pinned to your calendar. It's going to be on the 9th. Như vậy là tỷ số của ta này đã là 4-0 và 4-3 rồi. Xin chúc mừng team. I don't know. Oh, vâng.